Mùng 1 tháng cô hồn, tuyệt đối cấm thắp ba cây nhang trên ban thờ nếu chưa biết điều này, kẻo tài lộc tiêu tán, tiền bạc đội nón ra đi. Tử Thông xin kính chào quý vị khán thính giả, cùng quý vị thân mến. Tháng 7 âm lịch hàng năm được gọi là cái tháng cô hồn. Đặc biệt trong ngày rằm tháng 7 âm lịch được gọi là cái ngày xá tội vong nhân. Và Diêm Vương sẽ mở cửa quỷ môn quan cho ma quỷ trở về dân gian từ ngày mùng 2 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch. Đó cũng chính là những ngày âm khí vượng nhất, nên là những người trần cần phải chuẩn bị cái lễ vật cúng cô hồn để cho chúng sinh không quấy nhiễu. Như vậy, cái tháng 7 âm lịch năm 2024 ấy, nó sẽ chiếu theo cái lịch vạn niên, nó sẽ rơi vào ngày mùng 4 tháng 8 dương lịch, tức là nó rơi vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch ấy. Và cái ngày đến ngày 30 tháng 7 âm lịch thì nó rơi vào ngày mùng 2 tháng 9 dương lịch. Bởi vậy, cái tháng 7 âm lịch năm 2024 nó sẽ khởi vào cái ngày mùng 4 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9. Bởi vậy, vào ngày mùng 1 tháng cô hồn sắp đến đây, thì cái việc thắp hương trong ngày này cũng được ví như là một trong những cái việc làm ý nghĩa kết nối giữa thế giới tâm linh, giữa hai thế giới âm và dương. Hương thơm từ những cái nén hương nhang được ví như là những cái vì tinh tú bay thẳng lên và có thể dẫn tới lời cầu khấn cùng những người ở trần thế đến cái thế giới mà của thần Phật gia tiên đang ngự trị. Tuy nhiên, nhiều gia chủ vẫn đang thắc mắc là không biết thắp bao nhiêu nén hương, bao nhiêu cây nhang là đủ, là đúng. Một số người thường thắp 3 nén nhang và không biết cái điều này vô tình phạm phải những cái điều đại kỵ trong tâm linh, khiến cho thần linh của trách, tổ tiên thì trách phạt, tiền bạc thì đội nón ra đi. Từ đó đại họa triển miên kéo đến. Chi tiết sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau giải đáp về câu hỏi vì sao lại thắp hương số lẻ. Thưa quý vị, thắp hương là cái nét đẹp văn hóa góp phần bảo tồn cái giá trị bản sắc của dân tộc, chứ không hề mang cái tính chất là mê tín dị đoan. Khi thắp hương hay là chuẩn bị các đồ lễ cúng ấy, thì chúng ta cũng phải chọn các số lẻ như là 1, 3, 5, 7 hoặc là 9 nén hương. Người xưa quan niệm nén hương đồ lễ dâng lên ban thờ của thần Phật hay là gia tiên ấy, thì cũng chính là cái nhịp cầu nối kết nối giữa hai cái thế giới vô hình và cái thế giới hữu hình, giữa âm và dương, giữa người sống và những người đã khuất. Chính vì vậy, vào ngày rằm ngày mùng 1 đầu tháng, ngày lễ Tết Dỗ Chạp, thì người dân Việt Nam đều có thói quen thắp hương để tưởng nhớ đến gia tiên, cầu bình an cho gia đạo. Theo quan niệm về phong thủy và tâm linh, thì những cái số lẻ như là 1, 3, 5, 7, 9 được coi là số dương, tượng trưng cho cái sự may mắn. Còn con số chẵn như là 2, 4, 6, 8 là số âm, thì tượng trưng cho những điểm xui xẻo không may mắn. Vì thế, ngoại trừ cái việc thắp hai nén hương cho người mới khuất ấy, trong thời gian để tang ấy, thì hầu như mọi người đều thắp số lẻ cho cái việc thờ cúng. Khi mà thắp lên ban thờ, bày tỏ cái sự tôn kính và cái lòng thành kính của con người ấy, tốt nhất là quý vị nên thắp 1, 3, 5 hoặc là 7 hoặc là 9 nén hương. Nó là đúng nhất. Theo tâm linh, số lượng mỗi nén hương sẽ đều mang những cái ý nghĩa khác nhau. Vì vậy, để biết thắp bao nhiêu nén hương cho đúng thì quý vị cần phải tìm hiểu cái ý nghĩa này quý vị nhé. Đầu tiên chúng ta cùng xét về cái ý nghĩa của thắp một nén hương. Thưa quý vị, thắp một nén hương còn gọi là bình an hương. Theo đó, nếu muốn cầu mọi người trong nhà được bình an, mọi việc được thuận lợi thì gia chủ có thể thắp một nén hương vào mỗi buổi sáng hoặc là buổi tối trước khi đi ngủ. Tại các đình đền miếu phủ chùa chiền thì hầu hết người ta đều khuyến khích chỉ nên thắp một nén hương. Đây là cái cách mà đền đình miếu phủ chùa chiền tránh ô nhiễm cũng như là tránh lãng phí, tránh cháy nổ vân vân. Thắp một nén hương còn được gọi là tâm hương. Một nén tuy nhỏ nhưng lại chứa được biết bao nhiêu cái ý nghĩa. Tâm hương thì bao gồm cái ý nghĩa bao gồm có năm sắc thái của hương đúng không ạ? Giới hương tức là tự nhắc nhở bản thân đó, để tâm luôn ở trong sáng. Định hương giữ cho lòng được an yên, ổn định, không bị cái xấu nó xâm phạm. Tuệ hương tức là làm cho trí tuệ được thông suốt, được minh mẫn để thu nhận những cái điều tốt đẹp. Thiện lương chi kiến hương giúp cho chúng ta vững tin, phát triển cái năng lực trí tuệ của mình. Giải thoát hương giúp chúng ta buông xả những cái ưu phiền, những cái nỗi lo cũng như là những cái ham muốn tội lỗi. Tiếp theo, thứ hai chúng ta xét về ý nghĩa của thắp ba nén hương. Theo tâm linh, cách thắp này thể hiện cái ý nghĩa là tâm nhang tức là cái lòng thành đấy. Giới nhang tức là theo lời răn dạy của Thánh Phật Tổ Đường. Cách thắp ba nén hương này gọi là tam bảo hương. Tam bảo chính là gì? Phật, Pháp và Tăng. Ngoài ra cái cách thắp hương này còn mang cái ý nghĩa khác, bao gồm có tam giới tức là có sắc giới, dục giới và vô sắc giới.
Tam thời có nghĩa là quá khứ, hiện tại và tương lai. Tam vô lộ học gồm ba giới, giới định tuệ của nhà Phật. Lý giải vì sao ở sân chùa thường có là gì? Ba cái đỉnh hương to đúng không ạ? Trong phong thủy thì số 3 tượng trưng cho tam giới, tức là thiên tức là trời đấy, địa là đất và nhân tức là người. Vì vậy khi mà làm những cái việc quan trọng trong đời thì người ta sẽ thắp ba nén hương trên bàn thờ và khấn Hoàng Thiên Hậu Thổ, thần đất thần trời đúng không ạ? Cũng như là gì, những cái cô hồn để cho gì được phù hộ độ trì, mang lại cái sự may mắn bình an. Thì ngoài ra theo đạo giáo, ba nén hương còn gọi là tam thanh hương, trong đó tam thanh bao gồm là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn và Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Trong ba nén hương này thì nén ở giữa gọi là hương giáo chủ, nén ở bên trái gọi là hương thanh long và nén bên phải gọi là hương bạch hổ, quý vị nhé. Mục đích của việc thắp ba nén hương này là linh ứng, báo tin bảo vệ những người trong nhà, xua đuổi mọi cái tai ương. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái ý nghĩa của năm nén hương nhé. Nếu mà thắp hương năm nén thì có ý nghĩa là năm phương trời đất, năm hướng thần linh. Theo phong thủy thì là ngũ hành bao gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thường sẽ có hai cách cắm hương để cho năm nén hương trên bàn thờ. Cách thứ nhất là quý vị sắp xếp theo cái ngũ phương đúng không ạ? Một nén ở giữa là hương giáo chủ, tiếp theo là đến hương thanh long, hương bạch hổ, hương chu tước và hương huyền vũ. Đó. Cách cắm thứ hai là có thể sắp xếp theo hình chữ nhất đó, tức là quý vị sắp xếp theo chiều ngang ba nén, chiều dọc ba nén và ở giữa một nén đúng không ạ, thì là năm nén. Thứ nhất là hương thanh long, thứ hai là hương bạch hổ, thứ ba là hương quan khẩu, thứ tư là hương hộ pháp và thứ năm là hương bảo mã đó. Tiếp theo chúng ta xét ý nghĩa của việc thắp 7 hoặc là 9 nén hương. Theo quan niệm người xưa, số 7, số 9 tượng trưng cho cái số lượng của vía của con người, độ 3 hồn 7 vía hay là 3 hồn 9 vía. Đó. Khi mà con người muốn xin ơn cho cá nhân thì ngoài ra có một số quan điểm khác về cái cách thắp 7 và 9 nén hương như sau. 7 nén hương, con số này là tượng trưng cho bắt đầu thất tinh hương với cái tên gọi là lần lượt là gì? Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Khai Dương và Ngọc Hoành và Giao Quang. Cách thắp 7 nén hương cùng lúc để mời gọi thần linh thiên tướng. Nếu mà không ở mức độ bất đắc dĩ thì không nên dùng cách thắp hương này quý vị nhé. Đối với trường hợp 9 nén hương thì được gọi là cửu cửu liên hoàn hương, được bày theo ba hàng ba cột, trên mời Ngọc Hoàng Đại Đế, dưới mời Thập Điện Diêm Vương. Đây được coi là cái tín hiệu dùng để cầu cứu trong trường hợp bất đắc dĩ, hầu như là không sử dụng cái sự giúp nào của con người nữa ấy. Thì hy vọng được Ngọc Hoàng Đại Đế cũng như là Thập Điện Diêm Vương cứu khổ cứu nạn thì chúng ta mới thắp hương thế này quý vị nhé. Thưa quý vị, đó là cái cách thắp hương và cái ý nghĩa của từng nén hương. Thứ hai là chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về cái lễ cúng trong cái ngày mùng 1 tháng 7 quý vị nhé. Thì để tìm hiểu về cái lễ cúng trong ngày mùng 1 tháng 7 tháng cô hồn đầu tiên ấy, thì quý vị mở trang 4 đấy, trang 4 thì nó có phần nghi lễ lễ cúng. Và lễ cúng thì khá đơn giản, quý vị chỉ cần chuẩn bị một số các loại lễ vật như là hoa tươi, hương, chầu cau, nước, hoa quả. Và trong ngày cúng cô hồn thì quý vị nên có thêm ít cháo trắng, cũng như là nếu mà quý vị có mâm cúng cô hồn thì quý vị cũng tham khảo thêm những cái đồ lễ mà Từ Thông đã chia sẻ ở trên. Tiếp theo là cái bài văn khấn vào ngày mùng 1 tháng 7, quý vị có thể tham khảo để gì chọn ra cho mình những cái bài văn khấn phù hợp nhất. Thì quý vị hãy gì tham khảo thêm quyển sách Văn Khấn Toàn Thư nhé. Đó, quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái quyển Văn Khấn Toàn Thư, chuẩn bị cho mình những cái bài văn khấn tốt lành nhất. Trong này có 77 bài văn khấn nhé, cho quý vị lựa chọn. Vậy nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Sau đây là bài văn khấn mùng 1 tháng 7. Đó, quý vị cứ đọc câu này thì cầu gì được nấy. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, lạy 10 phương chư Phật, chư Phật 10 phương. Con kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ, chư vị tôn thần. Con kính lạy ngài Đương Niên Thái Tuế, chí đức tôn thần. Con kính lạy ngài Bản Cảnh Thành Hoàng, chư vị đại vương. Con kính lạy ngài Bản Xứ Thần Linh, Bản Gia Thổ Địa. Con kính lạy các ngài Đông Chủ Tư Mệnh, Táo Phủ Thần Quân. Con kính lạy các bậc tiên gia, các vị chư thần tôn thần cai quản trong đất này xứ này. Con kính lạy Cao Tăng Tổng Khảo, Cao Tăng Tổ Tỷ, Bá Thúc Huynh Đệ, Cô Di Tỷ Muội, nội ngoại dâu rể, hội đồng gia tiên dòng họ. Cúi xin các ngài cùng gia tiên chứng lễ hiển linh chứng giám cho lòng thành của con cháu. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch năm 2024. Gia chủ chúng con là sinh năm cùng các thành viên trong gia đình. Chúng con cư ngụ tại địa chỉ. Nhân ngày mùng 1 tháng 7, đất trời hòa hợp, giờ linh khắc vượng, gia chủ chúng con sắm sinh phẩm vật, hương, hoa, trà, quả,
kim ngân, lễ vật, kính dâng hiến chỉnh lên các vị chư tôn thần cùng gia tiên dòng họ. Chúng con kính mời Ngài Đương Niên Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, Ngài Bản Cánh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương, Ngài Bản Gia Táo Quân cùng các vị chư thần tôn thần giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ nhận lễ vật. Cầu xin các ngài che chở cho gia đình chúng con bốn mùa hương vượng, có quý nhân phù trợ, tài lộc vượng tiến, tai ách đều qua, tâm cầu sở đắc, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lại kính mời gia tiên tiền tổ, hương linh nội ngoại, đồng đẳng gia quyến họ, thương xót cho con cháu hiển linh trước án, chứng lễ hưởng hoa. Cầu xin gia tiên phù hộ cho gia trung thuận hòa, gia đạo hương vượng, cảnh nhà yên vui, con cháu thông minh, học giỏi, vợ chồng thương yêu bảo ban nhau, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an. Chúng con kính mời ông bà tiền chủ hậu chủ cư ngụ tại đất này xứ này, đồng lâm án tiền, đồng lai âm hưởng, chứng giám lòng thành của gia chủ, phù hộ cho gia chủ được sức khỏe an khang, tài lộc tăng tiến, hung họa thì đều gặp đều qua. Chúng con lễ bạc tâm thành trước án kính lễ, cúi xin các ngài cùng gia tiên hoan hỷ thụ lộc chứng lễ cho chúng con. Chúng con tâm thành cẩn cáo, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là cái bài văn khấn, đúng không ạ? Quý vị có thể tham khảo thêm cái bài văn khấn mùng 1 cũng như là các bài văn khấn cô hồn bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái quyển sách văn khấn toàn thư nhé. Lựa chọn ra cho mình những cái bài văn khấn chuẩn chỉ nhất. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó thì chúng ta trong cái ngày mùng 1 tháng cô hồn ấy thì chúng ta cũng cần phải cẩn thận với một vài cái hiện tượng kỳ lạ. Nếu mà trong cái tháng cô hồn mà quý vị thấy những xuất hiện cái hiện tượng lạ và quý vị cảm thấy bất an ấy, thì quý vị cần phải lưu ý những điều này. Đúng mùng 1 tháng cô hồn, quý vị cần phải cảnh giác với 7 cái hiện tượng kỳ lạ này. Nếu xuất hiện trong ngôi nhà, nó báo hiệu vận xui đã bắt đầu ập đến. Thưa quý vị, đây chính là những cái dấu hiệu phong thủy cảnh báo cái vận xui đang ập đến ngôi nhà của bạn trong cái tháng cô hồn. Quý vị hãy đề phòng những cái chuyện không may xảy ra đến với mình trong thời gian này quý vị nhé. Đầu tiên đó chính là gì? Dấu hiệu gãy nứt. Ví dụ như là lúc chải đầu, quý vị không cẩn thận để lược bị rơi, hay là đồ ăn như cơm bị rơi vãi, hoặc là gì? Cái lược mà chải đầu nó bị gãy cái răng lược ấy, thì nó báo hiệu rằng buồn phiền cũng đang đến rất gần. Nếu như mà đang biểu diễn nhạc cụ mà bị đứt dây đàn hay là gì bị hỏng ấy, thì nó cũng sẽ gì báo hiệu là trong lòng có lo toan, mọi chuyện đều được không được hanh thông thuận lợi như ý muốn. Nhất là nó càng linh nghiệm hơn với cái chuyện tình cảm, dễ xảy ra những cái chuyện đổ vỡ hay là chia ly quý vị nhé. Cái dấu hiệu thứ hai đó chính là cổng cửa ra vào. Thưa quý vị, trong phong thủy ấy thì cho rằng nếu như mà cánh cửa và cái trụ cửa bị cong, bị vẹo, bị vỡ, thần tài cũng sẽ không thể vào nhà các bạn được. Và cái điều đó hiển nhiên nó sẽ không mang lại cái tài lộc cho gia đình. Một điều cần phải chú ý là cái trụ cửa, cánh cửa cần phải được giữ gìn sạch sẽ, tránh để bụi nó bám vào, bởi đây là những cái thứ cản trở không cho cái tài lộc vào nhà của các bạn. Dấu hiệu thứ ba đó chính là trong nhà có vết nứt nẻ trên tường. Các vết nứt nẻ trên tường là cái dấu hiệu, cái hiện tượng không tốt, đặc biệt là khi chúng xuất hiện ở những cái nơi thờ cúng. Bởi theo quan niệm phong thủy thì đó là cái tín hiệu xui xẻo. Đấy, trong nhà thì dễ có người ốm đau bệnh tật, hoặc là dễ xảy ra những cái chuyện ngoài ý muốn. Quý vị nếu mà thấy cần phải xử lý ngay quý vị nhé. Dấu hiệu thứ tư là bất ngờ xuất hiện mèo hoang. Thưa quý vị, nếu như mà bất chợt gia đình có xuất hiện một con mèo hoang thì đây có thể là một cái biểu tượng của sự xui xẻo. Một khi mà mèo cứ quanh quẩn ở trong nhà ấy, mà không đi ấy, thì nhiều khả năng nhà quý vị đã tồn đọng khá nhiều cái âm khí, cần phải kiểm tra cũng như là hóa giải ngay. Mèo mà tự nhiên chạy tới cửa hoặc là theo về nhà là một cái dấu hiệu xui xẻo rất rõ ràng. Người xưa vẫn truyền câu nói là chó đến nhà thì giàu, mèo đến nhà thì nghèo. Nếu chó chạy đến nhà là cái dấu hiệu của sự tốt lành, biểu thị gia đình sẽ được ngày càng thịnh vượng, thì cái sự nghiệp, tài vận đều được hanh thông phát triển, thì mèo chạy đến nhà lại ngược lại, nó sẽ mang lại những điều suy xẻo. Vì vậy quý vị cũng không nên tùy tiện nhặt bỏ mèo hoang mang về nhà nhé, để gì tránh những điều suy xẻo đến với mình. Thứ năm là hoa lá rụng nhiều bất thường, hoặc là cây chết cây héo. Thưa quý vị, lá hoa rụng theo mùa là cái hiện tượng hoàn toàn bình thường và thật là tự nhiên. Nhưng nếu đột nhiên cây cối trong nhà mà lại gì đồng loạt rụng lá hay là rụng hoa, hoặc là bị chết khi mà cây vẫn còn đang tươi tốt ấy, thì quý vị hãy cẩn thận, kẻo trong nhà
gặp cái chuyện thị phi. Đó là những cái điều kiêng kỵ mà quý vị cần phải lưu ý. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những điều tuyệt đối kiêng kỵ, cũng như là cái bài văn khấn và những cái điều quý vị cần phải làm trong tháng cô hồn để gặp được những cái điều may mắn hanh thông cho quý vị. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.